Xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng Nhâm Tý, sinh năm 1972. Nhâm Tý là một trong những tuổi con giáp được xem có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và năng động. Nhâm Tý sơn thượng chi thự, tức chuột trên núi. Tuổi năm 2024 là 53 tuổi, sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973. Ngũ hành bản mệnh tàn đổ mộc, tức gỗ cây dông, tướng xương tướng tinh, xương con chuột, tướng tinh con heo. Xem tổng quan vận hạn năm Giáp Thìn 2024 đối với tuổi Nhâm Tý nữ mạng sinh năm 1972. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này là mộc gặp năm ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn 2024 là mối quan hệ sinh xuất. Bản thân mệnh mộc bị hao tổn, tiến hành mọi việc tùy thảy thuận nhưng không kéo dài, bởi lẽ công việc có đầu nhưng không đuôi. Tiền bạc đầu tư cho làm ăn chi tiêu nhiều nhưng lại thu hồi khó. Cẩn thận có bệnh về ngực nên bản mệnh cần chú ý lưu tâm. Phần về cuối năm, nữ mệnh tuổi này gặp nhiều điều không được như ý, bất lợi đưa tới. Luận về thiên can. Thiên can Nhâm gặp năm thiên can Giáp chủ về bình hòa. Kinh doanh trong làm ăn trong năm dễ liên kết hay hùng hạp với người khác, công việc không thuận lợi. Đầu tư buôn bán năm nay cũng cần cẩn trọng, không nên vội vàng trước bất kỳ dự định nào. Sức khỏe của nữ mệnh đề phòng có thể không tốt nên thăm khám đầy đủ và thường xuyên. Mối quan hệ tình cảm anh em trong nhà dễ có chuyện bất hòa, có chuyện mâu thuẫn nảy sinh trong nhiều vấn đề. Luận về địa chi. Địa chi Tỵ gặp năm địa chi Thìn, mối quan hệ tam hợp. Chính vì vậy, trong năm, chủ mệnh có thể có những thay đổi liên quan về mặt tinh thần, bản thân sống thiên hơn về tình cảm. Khi ra ngoài, các công việc của người tuổi Nhâm Tý nữ mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, theo đó vô cùng thuận lợi và dễ dàng vượt qua thử thách khó khăn. Đây cũng là năm công việc xây dựng được nhiều mối quan hệ làm ăn, giao kết rộng mở. Ngoài ra, gia đạo có thể đón tin vui về thêm người. Luận về cung phi. Cung phi của nữ mệnh Nhâm Tý thuộc cung Cẩn Thổ, gặp năm 2024 là Cẩn Mộc, là khỉ lục sát. Đối với những người cung phi Cẩn thì năm Giáp Thìn không được lợi về chuyện tình cảm. Thị phi dẫn tới kiện tụng nên cần phải cẩn trọng. Công việc làm ăn buôn bán không được như ý, có thể bị người khác phá hoại. Về quan hệ ngũ hành thổ của cung phi người tuổi với ngũ hành mộc cung phi của năm là tương khắc, dẫn tới người Cẩn Thổ phải suy nghĩ nhiều chuyện khó khăn trong công việc. Kết luận. Qua luận giải tử vi năm Giáp Thìn 2024 đối với nữ mệnh sinh năm 1972 không được tốt. Số phận tiền bạc có sự hao tán nhiều, mưu cầu công việc làm ăn trong năm đều bất lợi. Ngoài ra, về mặt tình cảm gia đạo thì hay xảy ra xung đột, cãi vã, công việc thì dễ gặp những thay đổi trong năm, cần chú ý xe cộ, đi lại cẩn thận. Xem tử vi năm 2024 đối với nữ mệnh Nhâm Tý sinh năm 1972, luận về sao chiếu mệnh. Sao Thái Bạch. Thái Bạch sau ấy khổng cung, làm ăn thua lỗ, tử tung thở dài. Tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Dịch nghĩa, năm Giáp Thìn 2024 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh đối với nữ mạng Nhâm Tý. Người tuổi này, công việc chuỗi có thể gặp phải nhiều điều bất lợi, tiểu nhân quậy phá. Tiền bạc trong năm cũng cần lưu tâm vì phải chi tiêu nhiều khoản. Những tháng lưu ý xấu nhất trong năm là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Màu sắc cần tránh dùng đó là màu trắng. Người mệnh mộc gặp sau này xấu hơn so với các mệnh khác. Luận giải về hạn tuổi năm 2024. Hạn Thiên La, tức Đại Hạn. Thiên La hạn ấy quái kỳ,
quỷ ma quấy phá, tâm thì trạng an, thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh, hỏa trao phải phong. Năm 2024 gặp hạn thiên la, trở về sức khỏe, tuổi này bị ảnh hưởng theo chiều hướng không được tốt. Bản thân đau ốm thường sẽ lâu khỏi mới có thể được khỏi bệnh. Thường bị ốm đau nguyên nhân là do ma quỷ quấy phá. Hạn tuổi năm 2024 đối với nữ mệnh Nhâm Tý. Bước sang năm Giáp Thìn, người nữ mạng Nhâm Tý phạm phải kim lâu và hạn tam tai năm thứ ba. Vận niên năm 2024 hầu thực quả tốt. Vận niên này là hình tượng kỷ được tự do ăn trái cây hoa quả. Công việc nếu bị ắt tắc ở thời gian trước thì hiện nay may mắn có nhiều cơ hội làm chức điểm. Nữ mạng tuổi này thấy việc kinh doanh, thi cử hay mưu cầu công danh đều được lợi và dễ được những thành quả nổi bật trong năm nay. Tuy nhiên, đây là năm mệnh chủ cần chú ý về chuyện tình cảm, dễ nảy sinh nghi kỵ, ghen bỏng, ghen dở. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên hòa địa tam tai. Năm 2024, nữ mạng sinh năm 1972 gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả mong muốn trong phương diện công việc làm ăn. Năm nay không nên mở rộng hoặc thay đổi công việc và các hoạt động liên kết cũng như không được thuận lợi. Nếu phải xuất hành đi xa sẽ khó để đạt được những kết quả như kỳ vọng. Luận giải lá số tử vi đối với nữ mạng Nhâm Tý vào năm 2024 như sau. Luận về cung tiểu vận có các sao: bát sĩ thiên mã lộc tồn thiên khốc điểu khách tràng sinh tuần. Bộ sao này có ý nghĩa về tiền bạc trong năm gặp khó khăn, sức khỏe ra ngoài nên cẩn thận và đề phòng về chân tay, không nên tiến hành những thay đổi về công việc trong năm Giáp Thìn này. Tại cung xung chiếu có các sao: bệnh, long trì, quan phủ, phi liêm, triệt. Bộ sau này chủ về nếu ra ngoài trong năm dễ gặp bất lợi cũng như những chuyện thị phi. Mọi việc không tốt, sức khỏe có thể kém hơn. Chuyện muộn phiền đưa tới. Tại cung tam hợp có các sao: quốc ẩn, tuệ phá, thiên hư, địa vọng, đế vượng, giải thân, phượng cát, tướng quân, tàn môn, mộ. Bộ sau này chủ về trong năm công danh sự nghiệp gặp phải bất lợi, bên cạnh đó công việc bị phá hoại, gặp nhiều chuyện muộn phiền. Tiền bạc kiểm tra khó khăn vất vả và phải chi tiêu nhiều, tài chính gặp bất lợi. Tại cung nhị hợp có các sao: hồng loan, long đức, tiểu hao, lâm quan. Bộ sau này sức khỏe của các thành viên trong nhà không tốt, hao tản về tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ nhiều trong năm nay, cẩn thận có chuyện thị phi đưa tới. Kết luận lá số tử vi đối với nữ mạng Nhâm Tý vào năm 2024 như sau. Bước sang năm Giáp Thìn, mọi việc trong cuộc sống của nữ mạng Nhâm Tý gặp bất lợi, hao hụt về tài chính lẫn tiền bạc. Sức khỏe của các thành viên trong nhà không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Mọi việc tiến hành trong nhà không được như ý muốn, mưu cầu công danh cũng không được kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Ngoài ra chú ý xuất hành cũng như đi lại xe cộ đều gặp bất lợi. Xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng Nhâm Tý sinh năm 1972, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện tài chính. Đây là năm mà phương diện tiền bạc của nữ mạng tuổi này không được tốt. Không cất giữ được tiền bạc, tiền kiếm ra nhưng cũng phải chi tiêu nhiều để phục vụ cho gia đạo cũng như công việc kinh doanh làm ăn. Từ đó đưa tới những áp lực liên quan tới tiền bạc. 2. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của nữ mạng tuổi Nhâm Tý dự báo cần chú ý tới bệnh tim mạch có thể không được tốt. Bên cạnh đó, việc suy nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng tới hệ thần kinh cũng như giấc ngủ của bản mệnh. 3. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Trong phương diện này, làm ăn kinh doanh có thể không đạt được như ý muốn. Mưu cầu công việc bất lợi, không nên thay đổi công việc trong năm nay vì bản mệnh làm ăn bất lợi. 4. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Bước sang năm Giáp Thìn, chuyện tình cảm,
gia đạo của người tuổi này trong năm mọi sự khó được như ý muốn, cẩn thận mâu thuẫn đưa tới hoặc có chuyện buồn phiền hoặc tan sự. 5. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Trong năm xuất hành bất lợi sức khỏe, chú ý cẩn thận có thị phi đưa tới. Khi ra ngoài chú ý xe cộ đi lại không được tốt. Năm 2024 này, nữ mạng Giáp Tý hợp tác làm ăn với tuổi nào để được may mắn và hành thông? Đối với người sinh năm 1972, cần chọn tuổi làm ăn hợp để liên kết làm ăn sao cho phù hợp và hành thông, đó là các tuổi. Tuổi sinh năm 1971, tuổi sinh năm 1976, tuổi sinh năm 1980 và tuổi sinh năm 1989. Năm 2024, nữ mạng tuổi Nhâm Tý hợp với màu nào? Nữ mạng tuổi Nhâm Tý hợp với màu đỏ và màu hồng, kỵ màu trắng quanh năm. Hưởng tốt xuất hành năm 2024. Nữ mạng Nhâm Tý nên xuất hành theo hướng Đông Bắc từ 7 giờ đến 11 giờ trưa tính theo giờ địa phương để nghênh tiếp hỷ thần. Tổng kết. Qua luận giải tử vi năm 2024 đối với nữ mệnh Nhâm Tý sinh năm 1972 cho thấy cuộc sống gia đạo của nữ mệnh sẽ gặp phải một số trở ngại và muộn phiền. Nhưng đừng quá lo lắng vì mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Về mặt sức khỏe cần chú ý duy trì tốt để tránh các bệnh tật không đáng có. Tuy nhiên, về mặt tài chính, sự nghiệp, năm 2024 này sẽ đem lại nhiều cơ hội tiềm năng phát triển. Điều quan trọng là cần kiên nhẫn, cố gắng, không bỏ cuộc, bởi sự thành công sẽ đến với những ai có ý chí và nỗ lực. Dù có khó khăn hay thử thách, hãy luôn tin tưởng vào bản thân và xem những thử thách là cơ hội để phát triển.